tôi từ Việt Nam gửi sang lại đến nơi rồi. Mở thùng, xếp đồ, lại mở thùng, lại xếp đồ. Đồ nhiều hơn mình nghĩ. Được rồi, trước mắt phải chỉnh lại suy nghĩ đã. Ồ, 안녕하세요. Chị nói như vậy. Em không nói ra được. Thôi cứ đơn giản cúi đầu chào thôi. À, 저기 mà nghĩ lại thì người ta lần trước đã giúp cho như thế thì làm thân cũng được chứ. 축구 좋아하세요? 찰스 좋아하세요? 축구 좋아하세요? 야구 좋아하세요? Hỏi mấy cái mà con trai thích thì có thể thân được. 아니요. Chỉ là tưởng tượng thôi mà sao không được vậy? Đã đến Hàn Quốc được hơn một tuần rồi. Mình không phải là người lao động, cũng chẳng phải đi di dân, mà là học sinh trao đổi. Ngày tươi đẹp như trong drama. Chắc có lâu người tới. Sao mà siêu thị xa hơn mình nghĩ vậy nhỉ? Em bản đồ đúng là bạn thân của mình. Nhưng mà tại sao trong bản đồ mình lại đang ở Nhật vậy? Bình thường như trong phim, nếu ngẩng đầu lên thì sẽ có người hỏi bạn có sao không? Người con trai đấy. Hana 씨, 저번에 사진을 너무 많이 주셨더라고요. 어?